Xin chào tất cả các em, chào mừng các em đã đến với khóa học Khoa học tự nhiên lớp 7 của olm.vn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về đơn vị cơ bản nhất cấu tạo nên toàn bộ thế giới vật chất, đó chính là nguyên tử. Bài giảng này gồm có 4 nội dung chính. Phần 1 sẽ giới thiệu cho các em những quan niệm về nguyên tử. Phần thứ 2 là khái quát về mô hình nguyên tử. Trong phần thứ 3 của bài giảng, các em sẽ có những hình dung rõ hơn về cấu tạo của nguyên tử và phần cuối cùng là khái niệm cũng như cách tính khối lượng nguyên tử. Trước khi bắt đầu bài giảng, cô có một câu hỏi dành cho các em. Theo em, cái gì rất nhỏ, không thể nhìn thấy được nhưng lại tạo nên mọi thứ? Đó chính là nguyên tử. Nguyên tử cấu tạo nên mọi thứ, từ hòn đá đến thực vật và cả động vật. Ô tô, máy tính hay thậm chí là toàn bộ trái đất đều được tạo nên từ những hạt nhỏ bé này. Vậy thì nguyên tử là gì? Từ trước đến nay, các nhà khoa học đã có rất nhiều những quan điểm khác nhau về nguyên tử. Khoảng năm 440 trước công nguyên, nhà triết học người Hy Lạp Democrit cho rằng sự tồn tại của một loại hạt vô cùng nhỏ được gọi là nguyên tử đã tạo nên sự đa dạng của vạn vật. Ông cho rằng nếu chia nhỏ một đồng tiền vàng đến khi không thể phân chia được nữa, ta sẽ thu được nguyên tử. Do đó, nguyên tử trong tiếng Hy Lạp được gọi là atomos, nghĩa là không thể chia nhỏ hơn được nữa. Và quan niệm này bị lãng quên cho đến đầu thế kỷ 19 mới được nhắc lại qua giải thích của nhà khoa học người Anh Dalton. Khi tiến hành các thí nghiệm khoa học, ông nhận thấy rằng các chất tác dụng vừa đủ với nhau theo những lượng xác định. Điều đó chứng tỏ rằng có các đơn vị chất tối thiểu được gọi là nguyên tử để chúng kết hợp vừa đủ với nhau. Dựa vào các quan niệm trên, những nhà khoa học hiện đại đã rút ra được khái niệm về nguyên tử. Đó là những hạt vô cùng nhỏ bé, trung hòa về điện và cấu tạo nên chất. Chẳng hạn như khí oxygen, iron hay còn gọi là sắt hoặc than chì graphite đều được cấu tạo từ những đơn vị cơ bản là nguyên tử. Kích thước của nguyên tử vô cùng nhỏ bé, ta không thể quan sát được bằng kính hiển vi thông thường. Để biết một nguyên tử iron có kích thước như thế nào, ta có thể hình dung nếu sắp xếp các nguyên tử iron liền nhau thành một hàng dài thì với độ dài 1mm thôi đã có tới vài chục triệu nguyên tử. Các chất có thể được tạo nên từ một hoặc nhiều nguyên tử khác nhau, ví dụ như vàng được tạo nên từ nguyên tử vàng. Nước được tạo thành từ các nguyên tử oxygen và hydrogen, còn đường ăn thì bao gồm nhiều nguyên tử carbon, hydrogen và oxygen liên kết với nhau. Để hiểu rõ hơn về phần này, các em hãy trả lời cho cô câu hỏi tương tác sau đây nhé. Câu trả lời của các em hoàn toàn chính xác rồi và chúng ta sẽ cùng đi đến với phần số 2, khái quát về mô hình nguyên tử của Rutherford và Bohr. Rutherford là nhà vật lý người New Zealand đã đề xuất mô hình nguyên tử. Theo mô hình này, nguyên tử có cấu tạo rỗng, nguyên tử có hạt nhân nằm ở tâm mang điện tích dương và các electron mang điện âm chuyển động xung quanh hạt nhân như các hành tinh quay xung quanh mặt trời và ông gọi đây là mô hình hành tinh nguyên tử. Sau này, dựa vào mô hình của Rutherford, nhà vật lý người Đan Mạch Bohr đã phát triển một mô hình hoàn thiện hơn để mô tả về nguyên tử. Theo ông, các electron được sắp xếp thành từng lớp và chuyển động xung quanh hạt nhân theo quỹ đạo giống như hành tinh trong hệ mặt trời, do đó mô hình này có tên gọi là Rutherford-Bohr. Bên cạnh đó, ông còn cho rằng các electron chuyển động xung quanh hạt nhân theo từng lớp khác nhau và mỗi lớp sẽ có số electron tối đa xác định, như lớp trong cùng chứa tối đa 2 electron và bị hạt nhân hút mạnh nhất, các lớp electron khác chứa tối đa 8 electron hoặc nhiều hơn và bị hạt nhân hút yếu hơn. Dựa vào mô hình nguyên tử nhôm có ở trên slide, các em hãy điền cho cô số electron có ở trong mỗi lớp vào bảng sau nhé. Câu trả lời của các em hoàn toàn chính xác rồi. Từ mô hình trên ta có thể thấy lớp trong cùng của nhôm có chứa tối đa 2 electron, lớp thứ 2 chứa 8 electron và lớp ngoài cùng có chứa 3 electron. Cô có thể tổng kết bài học ngày hôm nay bằng một số tóm tắt như sau. 1. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ nguyên tử mang điện tích âm.
2. Hạt nhân của nguyên tử nằm ở tâm và mang điện tích dương. Vỏ nguyên tử gồm các hạt electron mang điện tích âm, sắp xếp thành từng lớp. Nội dung về cấu tạo cũng như khối lượng nguyên tử, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu ở bài học sau nhé! Bài giảng của cô sẽ kết thúc tại đây. Để làm thêm các bài tập vận dụng, mở rộng, các em hãy tham gia khóa học tự nhiên lớp 7 tại olm.vn. Cảm ơn các em đã theo dõi bài giảng ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các em ở những bài giảng tiếp theo.